Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024 với mục tiêu phấn đấu tăng ít nhất 10 bậc so với năm 2023. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, năm 2023, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên xếp hạng 26 trên 63 toàn quốc, giảm 14 bậc so với năm 2022. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch nhằm cải thiện khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện nội dung các tiêu chí thành phần bị trừ điểm năm 2023. Phấn đấu năm 2024 sẽ đạt điểm tối đa đối với cả 7 tiêu chí. Đối với tiêu chí thành phần về công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính đạt 0 trên 0,5 điểm. Tiêu chí thành phần công khai thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đạt 1 trên 1,5 điểm trong năm 2023. Yêu cầu trong thời hạn 5 ngày phải công bố công khai sau khi có quyết định của người có thẩm quyền ký ban hành. Trong tổ chức thực hiện sẽ tập trung cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số và phát triển kinh tế xã hội.